Như chúng ta cũng biết, đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất xuất khẩu lương thực, vùng cây ăn trái nhiệt đới lớn nhất Việt Nam. Đồng thời cũng là vùng đất quan trọng của cả nước trong phát triển kinh tế, hợp tác đầu tư và giao thương với các nước trong khu vực và thế giới. Ấy thế mà trong nhiều năm trở lại đây, nơi này phải đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng. Tình trạng này ngày càng có xu hướng tăng nặng, đe dọa đến an ninh lương thực của Việt Nam trên diện rộng, đặc biệt là khi dự án kênh đào Phù Nam Tây Cô của Campuchia được công bố triển khai suốt thời gian rồi. Bởi vì theo nhiều nghiên cứu cho thấy dự án kênh đào của Campuchia sẽ cắt ngang dòng chảy sông Mekong, khiến cho lượng nước dồi dào không thể chảy về hạ nguồn như bình thường, qua đó gây hại cho nền nông nghiệp, cho môi trường và cho cả quá trình sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh. Mặc dù Việt Nam đã cố ra sức phản đối nhưng Campuchia vẫn ngoan cố tiến hành cho bằng được, bất chấp lý lẽ, để rồi mới đây, Campuchia đã ấn định ngày khởi công kênh đào vào tháng 8 này. Nhưng tưởng đâu Việt Nam sẽ phải bó tay chịu thua trước sự thách thức của Campuchia. Nhưng không, gần đây có thông tin rò rỉ cho biết Việt Nam đã lên kế hoạch đào hai hồ nước siêu to khổng lồ để cứu cả đồng bằng sông Cửu Long trước khi con kênh của Campuchia hoàn thành. Vậy sự thật là như thế nào? Liệu rằng Việt Nam có đúng là đã tìm được giải pháp khắc chế kênh đào Phù Nam Tây Cô hay không? Chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm câu trả lời trong video số hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và bấm vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, vào những ngày đầu tháng 7 vừa qua, chuyện Việt Nam cho xây dựng hai hồ chứa nước lớn đã được đưa tin rộng rãi trên khắp các mặt báo lớn nhỏ với nội dung như sau. Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh, Hội khoa học kinh tế và quản lý thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức hội thảo với chủ đề Nước ngọt cho đồng bằng sông Cửu Long vào sáng ngày 30 tháng 6. Tại đây, một số nhà khoa học đã đề xuất xây thêm hai hồ chứa trên địa bàn khu vực. Cụ thể, vị trí xây hồ chứa được xác định tại Đồng Tháp, nơi nằm gần với vườn quốc gia Tràm Chim, huyện Tam Nông có diện tích khoảng 27.000 ha và dung tích là 1,5 tỷ mét khối. Với phương án này, chi phí cho hồ chứa được ấn định khoảng 67.000 tỷ đồng, bao gồm hạng mục xây dựng và giải phóng mặt bằng. Tổng số hộ dân bị ảnh hưởng gần 8.000 với gần 32.000 nhân khẩu. Hồ chứa thứ hai nằm ở khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng trên địa phận 3 xã Phương Bình, Phương Phú, Tân Phước, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Theo đó, hồ chứa có dung tích 1 tỷ mét khối. Tổng diện tích xây dựng hồ dự kiến hơn 17.000 ha, mức đầu tư cho công trình khoảng 68.000 tỷ đồng. Số hộ dân dự kiến di rời khoảng 11.700 với gần 47.000 nhân khẩu. Theo nhóm nghiên cứu, việc xây dựng hồ chứa sẽ giúp điều tiết nước cho các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau và một phần Kiên Giang, Cần Thơ thông qua hệ thống kênh rạch có sẵn. Như vậy không còn nghi ngờ gì nữa, đây là thông tin hoàn toàn chuẩn xác, chứ không phải là tin đồn thất thiệt như nhiều người nghi ngờ. Kế hoạch xây dựng hai hồ nước ngọt khổng lồ được ra đời khi đồng bằng sông Cửu Long đang đối mặt với tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn nghiêm trọng. Song song với đó là nguy cơ thiếu nước ngọt, sử dụng cho hàng loạt các dự án xây dựng đập thủy điện ở thượng nguồn sông Mekong được triển khai. Hay gần đây nhất là đề xuất xây dựng kênh đào Phù Nam Tây Cô của Campuchia. Cụ thể hơn là chỉ tính riêng ở thượng nguồn sông Mekong, dự kiến có đến 467 đập thủy điện được lên kế hoạch xây dựng, trong đó có khoảng 1/4 đập đang trong quá trình xây dựng hoặc dự kiến xây dựng. Điều này làm gia tăng nguy cơ thiếu nước, hạn hán, hạn mặn, sạt lở và xói mòn ở hạ lưu. Theo đó, kết quả nghiên cứu về tình hình hạn mặn ở đồng bằng sông Cửu Long đã ghi nhận khu vực sông Vàm Cỏ Đông, Vàm Cỏ Tây đang bị xâm nhập mặn trong phạm vi 80-90 km. Kế đến là khu vực sông Cửa Tiểu, Cửa Đại có phạm vi xâm nhập mặn từ 60-70 km, sông Hàm Luông có mức độ xâm nhập mặn từ 57-65 km, sông Cổ Chiên bị xâm nhập mặn trên khu vực 50-60 km, sông Hậu có tình trạng xâm nhập mặn trong phạm vi 55-60 km. Mới đây, các nhà khoa học của Viện Khoa học Tài nguyên nước đã tiến hành nghiên cứu, lập bản đồ thiệt hại do xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long. Con số này hiện đang rơi vào khoảng 70.168 tỷ đồng đối với hoạt động sản xuất, bao gồm cây ăn trái, hoa màu, lúa và thủy sản. Vậy nên có thể nói, việc xây dựng các hồ chứa nước tại các khu vực trọng điểm của đồng bằng là điều cực kỳ cần thiết, đặc biệt là tại hai địa điểm được ấn định nêu trên. Bởi vì vườn quốc gia Tràm Chim nằm trong vùng trũng Đồng Tháp 10, từng được biết đến như là túi nước lớn của đồng bằng sông Cửu Long. Việc xây dựng hồ chứa nước ngọt tại đây sẽ hỗ trợ việc điều tiết dòng chảy mùa khô và cung cấp đủ nước cho các tỉnh Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Bến Tre thông qua hệ thống kênh liên tỉnh kết nối với các kênh Hồng Ngự, Long An, An Hòa, Đồng Tiến, Phú Hiệp.
Hơn nữa, việc mở rộng diện tích trong khu vực 5 xã vùng đệm cũng được thực hiện thuận lợi do mật độ dân số thấp, chỉ tầm 281 người 1 km2, chi phí đền bù giải tỏa tái định cư không quá cao. Tương tự như trên, việc xây dựng hồ chứa nước vùng đệm khu bảo tồn thiên nhiên Lung Ngọc Hoàng nằm trên khu vực của 3 xã Phương Bình, Phương Phú, Tân Phước, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang cũng mang lại nhiều lợi ích cho việc chứa nước và điều tiết nước đối với các tỉnh Sóc Trăng, Bạc Liêu, Cà Mau, một phần của tỉnh Kiên Giang và thành phố Cần Thơ thông qua hệ thống kênh Quản Lộ, Phụng Hiệp, Lái Hiếu, sông Cái Lớn và nhiều kênh rạch khác. Ngoài ra, việc xây dựng hồ chứa nước tại Lung Ngọc Hoàng cũng có đóng góp tích cực vào việc bảo vệ khu bảo tồn cảnh quan thiên nhiên tại đây, một vùng đất quan trọng có vai trò lớn trong sinh sản và dự trữ thủy sản cho đồng bằng sông Cửu Long. Chính vì vậy mà nhiều chuyên gia dự đoán rằng, một khi các hồ chứa nước lớn được hoàn thành, đồng bằng sông Cửu Long sẽ được cứu. Âm mưu của Campuchia sẽ bị phá sản hoàn toàn cùng với kênh đào Phù Nam Teco. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng nên quá vội vui mừng bởi vì dự án xây dựng hai hồ chứa nước lớn của Việt Nam đang phải đối mặt với rất nhiều thách thức sau đây. Thứ nhất, việc xây dựng hồ chứa nước ở các vùng đồng bằng như Tây Nam Bộ có tính chất phức tạp hơn so với việc xây công trình tương tự ở vùng núi cao, bởi vì khu vực vùng cao có các ngọn núi to lớn vững chãi, tạo thành các vách ngăn tự nhiên giữ nước lại. Đặc biệt, hai ngọn núi hai bên tạo thành vai đập giữ nước khá hiệu quả. Còn nếu như chúng ta xây dựng hồ chứa để ngăn nước ở đồng bằng, thì nó dễ tràn từ chỗ này qua chỗ khác và rất khó tạo thành hồ với mực nước dâng cao. Hơn nữa, khu vực đồng bằng có nền đất yếu hơn so với khu vực vùng cao. Điều này đòi hỏi kỹ thuật xây dựng hồ trên nền đất yếu phức tạp hơn, vì chỉ cần sơ sẩy đôi chút là cả công trình sẽ bị sụt lún ngay. Thứ hai là về phương pháp phân phối nước cho khu vực đồng bằng. Nó đặt ra thách thức lớn cho các nhà khoa học về việc phải làm sao để đảm bảo sự phân phối đồng đều, hiệu quả cho các khu vực thiếu nước với dòng chảy đủ mạnh kèm theo. Và sau tất cả, chúng ta cũng cần lưu ý rằng việc chuyển nước phục vụ cho sản xuất tại các hồ quy mô lớn cần có hệ thống trạm bơm công suất cao và các hệ thống cống bắc qua kênh. Khi xây dựng các công trình này, nó sẽ gây ảnh hưởng lớn đến giao thông, sự phát triển kinh tế và môi trường tại khu vực. Hơn nữa, với diện tích xây dựng lớn tại vùng đồng bằng, dự án xây dựng các hồ chứa nước có thể gây ảnh hưởng đến sinh kế của người dân. Do đó, quá trình giải phóng mặt bằng cần được tính toán thật kỹ lưỡng để giảm thiểu ảnh hưởng xuống mức thấp nhất. Đứng trước những trở ngại nêu trên, nhiều nhà khoa học đã đề xuất giải pháp cho xây dựng các hồ chứa nước nhỏ hơn tại nhiều khu vực khác nhau, chứ không nên xây hồ quá to tại hai địa điểm nêu trên. Nó đã được Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận. Rất có thể là trong thời gian tới, các cơ quan ban ngành sẽ phối hợp với các nhà khoa học tiến hành nghiên cứu chuyên sâu hơn về vấn đề này. Sau đó, các chuyên gia sẽ tiến hành đánh giá lợi ích và rủi ro mà nó mang đến để quyết định nên thi công công trình như thế nào. Vậy nên chúng ta cần phải chờ đợi thêm thời gian nữa để nhìn thấy sự hồi sinh của đồng bằng sông Cửu Long với các hồ chứa nước ngọt quy mô lớn. Đó chính là lúc mà Campuchia khóc thét vì mưu hèn kế bẩn của mình bị Việt Nam đập tan hoàn toàn. Theo báo cáo mới đây cho thấy, Campuchia đã được Trung Quốc đầu tư hàng tỷ đô la Mỹ để phát triển kinh tế suốt thời gian qua. Điều này khiến cho Campuchia cảm thấy vô cùng tự đắc và bắt đầu vênh váo với Việt Nam. Thậm chí mà nhiều cư dân mạng nước này còn cho rằng trong vòng 10 năm tới, Campuchia sẽ vượt mặt đất nước hình chữ S và trở nên hùng mạnh hơn láng giềng gấp nhiều lần. Đến lúc đấy, Việt Nam chỉ có nước chạy theo sách dép cho Campuchia mà thôi. Nhưng rồi luận điệu ấy đã trở thành một trò cười không hơn không kém khi mới đây, một trang tin Đài Loan uy tín chuyên đưa ra các đánh giá độc lập đã vả mặt Campuchia cực gắt bằng một bài viết có liên quan đến vấn đề nêu trên. Về cụ thể hơn, tác giả bài viết đã nói gì về Campuchia và Việt Nam? Tại sao họ lại lớn tiếng bênh vực Việt Nam trước sự tự tin vô đối của Campuchia như thế? Câu trả lời sẽ được chúng tôi mang đến trong video số ngày hôm nay. Nhưng trước khi đi vào nội dung chính, các bạn đừng quên nhấn nút like, share, subscribe và ấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho kênh nhé. Vâng, cách đây không lâu, trang tin của Đài Loan đã cho đăng tải một bài viết của tác giả Lưu Thiếu Hoa nói về sự khác biệt trong quá trình phát triển đất nước giữa hai nước Việt Cam với tiêu đề "Quá lời biếng, quá ngu ngốc và kém hiệu quả". Một sự phản ánh văn hóa vào Campuchia và Việt Nam, nó có nội dung đáng chú ý như sau. Khi bước ra khỏi trạm hải quan, tôi nhìn thấy một vùng đất hoàn toàn khác ở Việt Nam. Đó là nơi có rất nhiều người bán đồ ăn dưới những tán cây xanh và cũng có những chiếc xe buýt đang chờ đón khách lên xuống. Riêng cảnh sắc thiên nhiên dọc đường ở Việt Nam thì rất giống Campuchia, nhưng con người lại rất khác.
Nó có sự sôi nổi, nhộn nhịp của một cuộc sống hối hả, nơi tôi nhận thấy nó khá giống với Đài Loan hoặc là miền Nam Trung Quốc hiện nay. Sau khi mất thêm 2 giờ lái xe, chúng tôi đến được thành phố Hồ Chí Minh. Cũng với đoạn đường 100 km không quá dài, nhưng chúng tôi chỉ mất 2 tiếng ở Việt Nam nhưng lại mất đến 5 tiếng để di chuyển ở Campuchia. Sự chênh lệch về thời gian này cho thấy sự khác biệt như thế nào về hiệu quả kinh tế trong việc đi lại giữa hai nước Việt Cam. Vì vậy, sau một chặng đường dài từ Campuchia đến Việt Nam, suy nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu tôi là muốn phát triển kinh tế thì hệ thống đường cao tốc phải được phát triển. Việt Nam là một đất nước rất dài, việc vận chuyển hàng hóa từ Bắc vào Nam chủ yếu phụ thuộc vào đường bộ, nhưng tất nhiên cũng có tàu hỏa và chuyến bay. So với Campuchia, đường cao tốc Bắc Nam chính của Việt Nam thực sự rất thẳng và thông thoáng, với lượng xe tải qua lại thường xuyên trên đường. Còn ở Campuchia, những con đường được xây dựng bằng viện trợ tài chính hoặc vốn vay của nước ngoài như Pháp, Liên Xô và gần đây là Nhật Bản lấy Phnom Penh làm trung tâm chính để tỏa ra các tỉnh lân cận vẫn còn nhiều gập ghềnh. Khi lái xe trên con đường đất sỏi ở vùng nông thôn Campuchia, đôi khi bạn sẽ bất ngờ gặp phải một đoạn đường bê tông tuyệt đẹp nhưng nó chỉ vỏn vẹn 10 mét mà thôi. Chính sự tham nhũng quá mức đã khiến Campuchia chỉ còn lại chút ít ngân sách xây dựng con đường ngắn 10 mét thế này. Tuy nhiên, tại Campuchia cũng có những người giàu hay quét rác trước nhà và họ thích xây những con đường đẹp trước cửa. Họ coi chúng như là một phần mở rộng của ngôi nhà bê tông cốt thép của mình. Thực tế cho thấy trong vài năm qua, khoảng cách giữa Campuchia và Việt Nam ngày càng trở nên rõ ràng hơn nếu nhìn vào sự khác biệt về hệ thống đường cao tốc hiện có. Ấy thế nhưng, thái độ thực dụng của họ lại rất khác nhau. Chẳng hạn như khi mua đồ ở Việt Nam, người bán hàng sẽ rất quan tâm đến bạn và rất tích cực để bán được hàng cho bạn. Nhưng hầu hết những người bán hàng rong ở Campuchia đều chờ bạn xem qua và lựa chọn từ từ. Dù bạn không mua cũng không sao, họ chẳng màng quan tâm. Trong khi người Việt Nam có tinh thần kiếm tiền bằng cách cố gắng tận dụng chiếc ví của người Trung Quốc, thì người Campuchia lại không như thế. Tinh thần này đã giúp Việt Nam bỏ Campuchia lại phía sau một cách nhanh chóng. Nó cũng khiến cho các doanh nhân Đài Loan không thể chịu nổi sự ngu ngốc, lười biếng và kém hiệu quả của người Campuchia và chuyển sang Việt Nam. Một người rất chăm chỉ, sẵn sàng kiếm tiền cật lực và không ngừng học tập để phát triển bản thân. Thêm nữa, điều làm tôi ấn tượng nhất về Việt Nam là các tài xế lái xe trên đường. Dù là xe lớn hay xe nhỏ và dù là xe phía trước hay là không, còi vẫn được bấm ngẫu nhiên mọi lúc mọi nơi như thể chúng đang khó chịu với nhau. Ngay cả người điều khiển xe ba bánh không được bấm còi cũng tham gia bấm chuông hỗ trợ. Việt Nam đúng là một hành trình không ngừng nghỉ. Nhưng dù tốt hay xấu thì mọi thứ ở Việt Nam đều tạo ra động lực tích cực. Nếu so sánh với Campuchia thì Campuchia giống như một xã hội còn ở trạng thái tiền công nghiệp. Dù muốn phát triển nhưng tốc độ thay đổi trong lòng người dân vẫn không thể không theo kịp. Có lẽ vì hiệu quả làm việc thấp như thế nên Campuchia đã tiến gần hơn đến những gì được cho là truyền thống. Nó cho phép Campuchia giữ được nét cổ xưa và sự chậm chạp vốn có của mình. Đặc biệt, Campuchia cũng không cúi đầu trước sự hiện đại hóa và sự hiệu quả mà thực dân Pháp chủ trương. Minh chứng là vào năm 1943, khi nhà quản lý thuộc địa Pháp Jacques Gaultier tuyên bố rằng ông muốn thay thế 47 chữ cái trong bảng chữ cái mà Campuchia bằng cách Latin hóa để ban hành các văn bản hành chính hiệu quả hơn. Người Campuchia, nhất là các nhà sư Phật giáo, đã coi đề xuất cải cách ấy là vi phạm truyền thống. Bởi vì các nhà sư Phật giáo đóng vai trò là nhà giáo dục trong xã hội truyền thống Campuchia, nhiều kinh điển cổ xưa chỉ có các nhà sư mới có thể hiểu được mà thôi. Vậy nên, ngay khi người Nhật đánh đuổi lực lượng của chính phủ Pháp và vua Sihanouk tuyên bố độc lập theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản và đổi tên tiếng Pháp của đất nước từ Campuchia sang cách phát âm tiếng Campuchia của nước mình, một trong những hành động đầu tiên được chính phủ Campuchia thực hiện sau khi giành độc lập là hủy bỏ lệnh cải cách chữ viết nêu trên. Còn Việt Nam, vốn hướng tới sự hiệu quả, đã từ bỏ hệ thống chữ Hán truyền thống và chuyển sang bính âm La Mã từ thời thuộc địa vào thế kỷ 17 để quá trình giao tiếp trở nên thuận tiện hơn. Điều này đã khiến cho Việt Nam trở thành một quốc gia không có hệ thống chữ viết riêng nhưng lại có hơi thở hiện đại với cách làm việc hiệu quả hơn. Quay lại Campuchia, hầu hết các ngôi làng ở Campuchia, trong đó có cả thủ đô Phnom Penh, đều có nhiều đền chùa với quy mô khác nhau. Trường học ở nông thôn thường được xây dựng cùng với các ngôi chùa Phật giáo. Một vị sư già cho biết phần lớn các nhà sư đi tu trong những thập kỷ gần đây, đặc biệt là trẻ em dưới thời Khmer Đỏ. Campuchia là quốc gia có tỷ lệ nhiễm AIDS cao nhất Đông Nam Á. Một số tổ chức quốc tế còn hợp tác với các chùa để tiếp nhận và chăm sóc bệnh nhân AIDS hoặc trẻ mồ côi. Theo đó, những ngôi chùa này giống như một trại trẻ mồ côi lớn ở vùng nông thôn Campuchia, nơi chứa đựng những linh hồn đau khổ của đất nước, nơi mà tôi dường như nhìn thấy một mô hình thu nhỏ của lịch sử Campuchia. Nói cách khác, chính sự thịnh vượng của Phật giáo Nguyên Thủy đã dẫn đến sự gia tăng của các ngôi chùa ở đất nước này.
Nhiều năm nội chiến đã khiến các chùa chiền trở thành không gian thở tạm thời cho người dân định cư và sinh sống. Khi kỷ nguyên khủng bố và di rời kết thúc, sức hút của sự phát triển mở đã khiến cho tu sĩ trẻ nổi lên, muốn gác lại truyền thống của mình và theo đuổi một tương lai kinh tế hơn. Những tu sĩ trẻ mà tôi gặp không có ý định đọc kinh sách, thay vào đó là họ chỉ nghĩ đến việc học tiếng Anh và máy tính suốt ngày. Họ nói với tôi rằng nếu tôi có cơ hội học những kỹ năng khác, tôi sẽ không trở thành một nhà sư. Cũng giống như những thay đổi về tôn giáo mà đất nước này đã trải qua, một đợt truyền giáo quốc tế mới hiện đang đổ về Campuchia. Nó truyền bá những niềm tin mới về Cơ Đốc giáo, công nghệ, kinh tế và phát triển. Ngay cả các tu sĩ cũng muốn tham gia làn sóng tin lành này. Tuy nhiên, sau khi làn sóng phát triển kinh tế lan rộng từ Phnom Penh đến vùng nông thôn, mọi thứ còn lại chỉ là bóng ma bong bóng. Sự phát triển của nông thôn Campuchia vẫn bị mắc kẹt cùng với các vấn đề đã từng tồn tại ở Đài Loan như năm 1950. Chẳng hạn như cuộc sống nông thôn khó khăn với lũ lụt thường xuyên xảy ra vào mùa mưa khiến cho người dân cảm thấy vô cùng khốn khổ. Vì vậy, một lượng lớn người dân nông thôn đã di cư đến Phnom Penh để tìm cách sinh tồn. Trong đó, những người trẻ sẽ có cơ hội được làm việc trong các nhà máy, còn những người không có lựa chọn nào khác chỉ có thể sống ngoài đường, ăn xin hoặc trộm cắp. Có rất nhiều cô gái nông thôn bị bọn buôn người bắt cóc để làm gái mại dâm ở Phnom Penh hay thậm chí là Thái Lan. Tôi đang làm việc ở Nô Liang trên sông Mekong và bất lực nhìn hai cô gái vị thành niên trong một gia đình mà tôi thường đến thăm mất tích. Gia đình này cho biết họ được giới thiệu đến làm việc trong một xưởng may ở Phnom Penh. Nhưng khi trở về Phnom Penh, tôi không tìm thấy cái gọi là xưởng may ấy. Fabio, người thường xuyên xử lý các vụ trẻ em bị bắt cóc và buôn bán tại trại trẻ mồ côi Little Sudi cho biết, chuyện làm việc trong một nhà máy may ở Phnom Penh nào đó chỉ là chiêu trò phổ biến, được những kẻ buôn người sử dụng để bắt cóc các cô gái trẻ ở vùng nông thôn. Thực tế, nhiều bậc cha mẹ thừa biết sự thật đó, nhưng để thoát nghèo, họ đã mắt nhắm mắt mở để con cái sa chân vào cái bẫy ấy. Đây là một căn bệnh mãn tính phổ biến ở các vùng nông thôn nghèo của Campuchia khi họ hướng tới việc phát triển kinh tế suốt thời gian qua. Vâng, những gì mà tác giả bài viết nói không hề sai. Mức hữu dụng và chất lượng hạ tầng giao thông của Việt Nam luôn được Diễn đàn Kinh tế Thế giới WEF xếp hạng cao hơn Campuchia suốt những năm qua. Trong khi Việt Nam tận dụng nguồn vốn đầu tư của Trung Quốc để phát triển các dự án do chính mình làm chủ, thì Campuchia lại để cho Trung Quốc mặc sức tung hoành với các đặc khu kinh tế và những sòng bài do nước này xây dựng trên chính lãnh thổ của nước mình. Tại đây, người Campuchia ra sức bán sức lao động của mình để đổi lấy những đồng tiền lẻ, còn khoản lợi nhuận khổng lồ thì chảy hết vào túi của người Trung Quốc. Điều này cũng đồng nghĩa rằng chủ nhân đất nước đã trở thành nô lệ cho kẻ ngoại bang và phải làm việc cật lực để phục vụ cho lợi ích của nước ngoài. Ấy vậy nhưng, phần lớn người Campuchia không nhận thức được vấn đề đấy, cũng như là không thấy được những vấn nạn nhức nhối đang tồn tại trên chính đất nước của mình. Trong đó bao gồm cả nạn mại dâm và nạn mua bán người đang trở nên lan tràn tại các vùng nông thôn. Đây chính là kết quả của sự thịnh vượng giả tạo mà chính phủ Campuchia đang trưng ra trước mắt người dân nước mình. Đồng thời cũng là hậu quả tất yếu của lối tư duy chậm tiến, khiến cho người Campuchia bị u mê trước những kẻ nhân danh bảo vệ giá trị truyền thống để khư khư giữ lấy sự lạc hậu theo cách bảo thủ vô cùng. Ngoài ra thì, nguyên nhân chính khiến cho Campuchia bị Việt Nam bỏ lại phía sau còn nằm ở chính bản chất của người dân nước này. Họ không siêng năng và chăm chỉ làm việc. Họ cũng không giỏi tính toán khi làm ăn kinh tế, nhưng lại không chịu khó trau dồi bản thân, giống như người Việt Nam. Vậy thì làm sao Campuchia có thể theo kịp Việt Nam hiện nay, chứ đừng nói là chỉ đến chuyện là qua mặt đất nước hình chữ S. Dù cho có nhận thêm nhiều tỷ đô la nữa của Trung Quốc, thì nước này cũng dậm chân tại chỗ và thậm chí là thụt lùi mà thôi.